Cổ lên. Đi Vi. Ai đây? Vi. Với người đẹp. Vi. Không à, không, đi với Vi Vi, Vi Vi gì? Đi xuống dưới này đẹp lắm. Tối nó không có cho ra đây. Lâu lâu thích lên đây, nó vừa đẹp mà vừa cao nè, biển đẹp. Hôm nay nó không có nắng cho nên biển nó không được đẹp lắm. Nhìn cây này giống cái khóm không? Chán là y như cái khóm nè, thấy không? Giống y như cái khóm. Nè, thấy không? Đây. Mấy người đẹp không mà thấy chưa? Sĩ từ đây bạn bốc luôn. Thấy con nhỏ kia body nó bốc không? Đẹp ha. Nó còn con gái mà. Còn con gái cũng vậy, 17 18 tuổi cũng vậy trời. Hồi đó tôi còn con gái đít tôi cũng to lắm. Con gái mình 17 18 tuổi mình mặc áo hở đúng không à? Áo thun hở đúng không à? Bụng hở đúng không?